Ông anh rể sen ông nạo vừa, ông trộn cơm dẹp cho sen ăn á nhà, đi mua cho nó nhanh cực chi không biết người nạo, lấy cái răng á nạo cho nó nhanh. Ở đây là đoạn đường đi về nhà sen đây cả nhà. Bây giờ xe chạy ầm ầm chứ ngày xưa đi bộ thấy bà luôn, còn không thì đi xe đạp ôm. Rồi ai mà đi chợ gì có mua đồ thì đi xe lôi. Bây giờ là hết xe lôi rồi, bây giờ không đa ôm không à. Sen về quê sen bán bún riêu, bán bánh xèo, bánh khọt. Cả nhà nào đi ngang qua thì ghé quán cô Năm bún riêu nha. Đây là trước cửa nhà sen. Đây là để bán cho thuê nhà, cả nhà nào muốn thuê nhà thì liên hệ số điện thoại này. Đây là xe bán bún của chị Năm. Chị Năm bánh xèo đây. Chị Năm này ở sát kế bên nhà của sen á. Bữa nay bán bánh xèo. Sen không có thời gian mà ăn luôn, cả nhà ơi, như chạy giặt luôn. Đây là nhân của bánh xèo cả nhà, bột bánh xèo, đậu xanh, rau nhân bánh xèo, tép với lại thịt ba rọi, rau tự đi hái luôn, còn hái không có thì ra chợ hái cả nhà nha. Sen lại ghé thăm một người bạn cùng quê gần nhà sen đây, hồi nhỏ sen chuyên mặc đồ của bà này nè. Trời ơi, chuyên mặc đồ cũ, có đồ còn hơn không. Bạn này tên là Hạnh, bán bánh mì xôi ở ngay chỗ đường cổng chào giá xí lị mình. Sát nhà, sát chỗ quận đội nè. Là em này là cũng đi làm thiện nguyện dữ lắm luôn á, để chuyến sau sen có dịp sen đi theo lên trên núi để mà nấu đồ ăn phát quà. Tại vì về sen cũng có thời gian đó cả nhà, giờ sẵn về ghé thăm người bạn Việt Nam chứ không phải người bạn Khmer. Đây là xe bánh mì người bạn từ hồi lúc nhỏ tới bây giờ của sen đây cả nhà. Nhà của nó thì bên đường, nhà của sen thì phía bên kia đường. Phải đi qua lộ đó cả nhà ơi, nhiều khi đi qua lộ đứng chờ xe qua lợi quá trời lâu rồi. Buổi sáng ở đây bạn sen bán cơm tấm, bán bánh mì, bán đồ ăn rất là ngon cả nhà. Bữa nay thì sen ghé trễ quá nên là sen không có ăn. Đây bà chủ đang làm bánh mì đây, chuyên nghiệp là nó khác liền thấy chưa. Bữa bà về đây ngủ bạn về đây ăn sáng với mình bữa đi. Đúng rồi, tại vì về cũng không có thời gian nhiều, thì hy vọng là có một ngày nào đó đi chung sáng theo bạn. Bạn này sổ sữa từ hồi nhỏ cho tới bây giờ vẫn còn sổ sữa đó. Bằng tuổi sen đó cả nhà. Ôi bằng tuổi sen mà nhìn thấy bạn mình già hơn không? Ra ôi, già không có già nhưng mà hả, cái mặt già nhưng mà cái tâm mình trẻ là được rồi. Nói chung là không ai già hết trơn, ai cũng xinh đẹp hết trơn á. Khách vô quá trời đó cả nhà. Thôi buôn bán đi sen, chúc bạn nhiều sức khỏe nha. Để làm được nhiều việc thiện cho tới người dân vùng sâu vùng xa. Có con bót này hai mặt đây cả nhà. Mặt đen mặt trắng nhìn cưng lắm, bà dữ lắm, bà sủa trời hết trơn. Mấy tháng rồi? 9 tháng rồi. 9 tháng rồi, rồi cái mỏ cái nút cái nấm vú cái nhọn quắt luôn nè. Đây là bà chị của sen đó cả nhà, bà nội nè, bà dữ dữ lắm nha, bà trẻ bà dữ lắm, bây giờ bà già bà bớt rồi đó. Nè 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 ta ta được bánh ăn rồi, cho bánh này ở nôm nó men nôm ăn tinh nôm. Bản thân sen không có cái gì đâu cả nhà ơi, chỉ có thân thôi, không có gì hết trơn á, nhưng mà giúp được cho gia đình thì sen rất là vui. Đây là căn nhà này sen làm cho bà chị của sen. Đi về nhà mà thấy gia đình chị đồ này kia có nhà đàng hoàng thì sen cũng rất là vui. Hai ông bà đang nạo dừa để một lát trộn cơm dẹp cho sen ăn á. Ở đây về đây chỉ có được ăn vậy thôi chứ không có món gì đặc sản nha. Được ăn vậy là quá ngon rồi. Anh rể của sen ngồi nạo dừa để trộn cơm dẹp cho sen ăn nè. Lấy cái răng ta nạo cho nó nhanh ông ơi. Căn thứ hai. Công sức của sen bỏ vô đây.
đi về nhà thấy mấy bà chị có được chỗ che nắng che mưa đàng hoàng, Sen cũng thấy vui. Đây là căn nhà của bà chị Hai Sen đó cả nhà. Sen làm cho bà chưa kịp ở, bà đi theo ông theo bà rồi. Trước khi bà đi bán muối thì bà lời chăn chối cuối cùng thì bà cũng xin Sen làm cho bà có chỗ để thờ cúng, thì Sen cũng làm theo ước nguyện của bà cả nhà. Đây phía bên trong nhà em kia là con dâu á. Nhà không phải là cao sang đâu nhưng mà tấm lòng của Sen thì Sen cũng cảm thấy rất là vui á. Ở đây khu vườn nhà Sen á cả nhà. Sen ra thăm mấy cây sầu riêng. Hồi năm ngoái Sen có trồng 5 cây sầu riêng mà nó chết, thằng cháu Sen nó trồng lại nó bị teo vậy đó. Sen trồng tổng cộng 5 cây sầu riêng mà còn được 2 cây á. Hơn 1 năm trời được nhiêu đó đó cả nhà. Đây là cây thứ hai. Nó chết ngắt vậy nè. Mít này phải bịt nó lại, còn không bịt lại nó sâu đó cả nhà. Đây là khu vườn bưởi của Sen trồng hồi năm ngoái. Sen cũng nhờ thằng cháu Sen nó chăm sóc á. Bưởi thì nó không có bị chết ra cả nhà. Có được mấy cây bự cả nhà, còn 3-4 cây ngoài kia nó cũng còi còi. Nó xung quanh này là Sen trồng bưởi đó. Đất ruộng vườn này là của ông bà Sen để lợi cho con cháu đó cả nhà. Xung quanh này là anh chị nhà Sen ở không à nghe cả nhà. Phố đêm quê Ô Môn của Sen đây cả nhà. Sen dẫn cả đoàn nhà lá đi uống sinh tố. Bây giờ ổng không có nhận nhà lá nữa mà ổng nhận nhà tôn rồi. Phố đêm đèn mơ lu lu. Cái thằng kia đi nó nhảy nó buồn ngủ á. Gia đình này thì uống cặp bơ sinh tố. Cà phê sữa đá, Sen uống nước dừa. Rồi cặp má con đứa này nó uống dâu. Một ly bơ, rồi kia cà phê đá, nó uống xong rồi nó đá. Mấy đứa này cháu của Sen không á cả nhà.